Xin chào tất cả các em. Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, chính vì vậy mà đã hơn 2 tháng qua, cô trò chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau. Để các em không quên kiến thức và để kịp tiến độ khi quay trở lại trường, thì hôm nay cô sẽ cùng các em học bài mới trong chương trình học kỳ 2. Bài học ngày hôm nay là một câu chuyện gần gũi với lứa tuổi thiếu niên trong đời sống hàng ngày ở gia đình. Câu chuyện nói về tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của em gái có tài năng đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình và vượt lên lòng tự ái, từ đó hình thành thái độ và cách ứng xử đúng đắn, biết thắng được sự ghen tị trước tài năng hay thành công của người khác. Ta sẽ thấy được những điều đó qua bài học hôm nay, tiết 80-81, văn bản bức tranh của em gái thôi của tác giả Tạ Duy Anh. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào phần 1 La Mã, đọc tìm hiểu chú thích. Ở phần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai mục, một là tác giả, hai là tác phẩm. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu vào phần 1 nhỏ là tác giả. Các con đang đừng nhìn thấy, đây là chân dung của nhà văn Tạ Duy Anh. Tạ Duy Anh sinh năm 1959, tên thật là Tạ Viết Đãng, ông còn có các bút danh khác như Chu Quý, Lão Tạ, Quý Anh. Quê quán ở Hà Tây, là nhà văn hiện đại, xuất hiện trong văn học thời kỳ đổi mới, đã có những truyện ngắn gây được sự chú ý của bạn đọc. Trong đó có truyện Bức tranh của em gái tôi đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi của báo Thiếu niên Tiền Phong. Đó là một vài nét về tác giả Tạ Duy Anh. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu sang phần 2 nhỏ là tác phẩm. A, thứ nhất là thể loại, đây là thể loại truyện ngắn. Thứ hai là về xuất xứ, đây là truyện ngắn đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi của báo Thiếu niên Tiền Phong. Thứ ba nữa là về phương thức biểu đạt, thì trong truyện gồm có nhiều phương thức biểu đạt khác nhau, gồm có tự sự, miêu tả kết hợp với biểu cảm. Đó là phần đọc tìm hiểu chú thích. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 2 La Mã là đọc tìm hiểu văn bản. Trước khi đi tìm hiểu văn bản thì các bạn lưu ý cho cô một vài nét. Chuyện được ở đây, chuyện được kể bằng lời của nhân vật người anh. Cách kể từ ngôi thứ nhất giúp cho việc miêu tả tâm trạng của nhân vật sinh động hơn. Theo cách kể này thì diễn biến tâm trạng, sự biến đổi về cách nhìn của người anh đối với em gái và cả vẻ đẹp của người em gái sẽ được thể hiện một cách tự nhiên. Qua người anh, ta vừa thấy được sự thức tỉnh của cậu ta, lại vừa thấy rõ vẻ đẹp của cô em gái. Nhờ vậy mà chủ đề của tác phẩm càng được bộc lộ sâu sắc, bài học về sự tự đánh giá, tự nhận thức càng thấm thía hơn với người anh. Và trong chuyện này có hai nhân vật chính là người anh và cô em, vì đây đều là hai đối tượng mà tác giả hướng tới. Hai nhân vật này được nói đến nhiều nhất và hoạt động trong suốt tác phẩm. Tuy nhiên, ta thấy chuyện có nhằm vào việc khẳng định ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của cô em gái, nhưng chủ yếu lại muốn hướng người đọc tới sự thức tỉnh của người anh. Và đây mới chính là chủ đề của tác phẩm. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Vì thế, tuy cả hai đều là nhân vật chính, nhưng người anh là nhân vật trung tâm, do giữ vai trò chủ yếu trong việc thể hiện chủ đề và tư tưởng của tác phẩm. Vì vậy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nhân vật chính ở trong văn bản, đó là nhân vật người anh và nhân vật Kiều Phương. Một nhỏ là thái độ và diễn biến tâm lý của người anh. Chúng ta sẽ phân tích diễn biến và tâm trạng của người anh qua ba thời điểm. Thoạt đầu khi thấy em gái thích vẽ và mày mò tự chế thuốc vẽ. Thứ hai khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện và ở cuối truyện khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Chúng ta sẽ đi vào phần A nhỏ khi tài năng của em gái chưa được phát hiện. Vậy thì khi tài năng của em gái chưa được phát hiện thì người anh gọi em là mèo. Thứ hai nữa là khó chịu vì tính nghịch ngợm của em và theo dõi biết em gái tự chế thuốc vẽ. Khi mà thấy em gái tự chế thuốc vẽ thì người anh ngạc nhiên xem thường và coi đó là trò nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện thì tâm trạng của người anh cũng biến đổi. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm hiểu sang phần B nhỏ là khi tài năng của em gái được phát hiện. Do tình cờ mà chú Tiến Lê phát hiện ra năng khiếu hội họa của người em, 6 bức tranh của em làm cho bố, mẹ và mọi người đều ngạc nhiên, vui mừng, sung sướng. Duy nhất có người anh là cảm thấy buồn, thất vọng về mình, cảm thấy mình bất tài. Và cho rằng vì lý do đó mà bị đẩy ra ngoài, bị cả nhà lãng quên. Sống với tâm trạng như vậy, người anh hay gắt gỏng và không thể thân với em như trước được nữa. Rồi đối xử với em gái không công bằng. Tâm lý mặc cảm, tự ti đã khiến người anh những lúc ngồi bên bàn học thì chỉ muốn gục xuống khóc rồi bực dọc, chỉ cần một lỗi nhỏ ở em gái là gắt lên. Thậm chí vẻ mặt ngộ nghĩnh của em gái trước kia bây giờ cũng làm cho cậu khó chịu, cảm thấy như đang bị chọc tức. Dẫu vậy, tâm lý tò mò làm cho cậu vẫn
xem trộm những bức tranh của em gái, để rồi khi xem xong thì lén chu mồ ra một tiếng thở dài. Phải chăng đó là giây phút đầu tiên mà người anh cảm phục tài năng của cô em? Vậy thì tại sao mà người anh lại có thái độ như vậy? Bởi vì người anh tự ti, mặc cảm, đố kỵ với em gái và thầm khâm phục tài năng của em. Cho đến khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái mình, thì tâm trạng của người anh mới có những diễn biến quan trọng vì cậu được chứng kiến những bất ngờ liên tiếp. Vậy thì đó là những bất ngờ gì? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu sang phần C nhỏ. Khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái, cậu nhận ra mình trong bức tranh của em gái. Bất ngờ hơn là trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh mà chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, toát lên từ cặp mắt. Tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Vì thế mà sau cái giật sững người là một diễn biến tâm trạng đầy phức tạp, nhưng lại rất dễ hiểu và rất đúng với nhân vật lúc đó. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ, ngạc nhiên bởi vì không ngờ em gái lại vẽ mình và vẽ đẹp đến như thế. Còn vì sao lại hãnh diện? Bởi vì hình ảnh mình trong bức tranh quá đẹp và mình có một cô em gái thật tài năng. Hãnh diện trong giây lát, người anh lại rơi ngay vào trạng thái xấu hổ. Xấu hổ bởi vì tự nhận ra những yếu kém của mình không xứng đáng với bức tranh. Dòng chữ anh trai tôi để trên bức tranh như là tiếng reo của cô em gái. Trong sáng quá, hãnh diện quá, cậu cảm thấy xấu hổ trước nét vẽ và tấm lòng nhân hậu của người em. Và quan trọng hơn là vì cậu đã nhận ra sự thiếu sót của mình. Tác giả chỉ buông một câu bỏ lửng: vậy mà dưới mắt tôi thì, để người đọc tự hình dung ra trạng thái dằn vặt thức tỉnh của cậu. Trong khi đó, cậu đã hiểu rằng những ngày qua mình đối xử không tốt với em gái, mình không xứng đáng với niềm hãnh diện của em gái. Bức chân dung của mình được vẽ lên bằng tâm hồn và lòng nhân hậu của cô em gái. Đây chính là lúc nhân vật tự thức tỉnh để hoàn thiện nhân cách của em mình. Như vậy chúng ta thấy, khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái thì tâm trạng của người anh thay đổi liên tục, đầu tiên là ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Xấu hổ ở đây chúng ta thấy qua đó tác giả miêu tả tinh tế diễn biến tâm lý của nhân vật để người anh tự thức tỉnh nhận ra phần hạn chế của mình và tình cảm trong sáng nhân hậu của em. Đó là về nhân vật người anh. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu sang phần 2 nhỏ là nhân vật Kiều Phương. Vậy thì nhân vật Kiều Phương ở đây được tác giả miêu tả qua những khía cạnh. Thứ nhất là mặt thì luôn bị bôi bẩn. Thứ hai nữa là lục lọi mọi đồ vật và tự chế màu vẽ. Và thứ ba nữa là về tài năng, có tài vẽ và vẽ rất là đẹp. Và qua đó chúng ta thấy tác giả đã miêu tả ngoại hình, hành động, lời nói của nhân vật, làm toát lên đây là một cô bé ngây thơ, đáng yêu, nhân hậu, khoan dung và có tài năng hội họa. Đó là nội dung chính của bài học. Bây giờ chúng ta cùng đi sang phần 35 mã là ghi nhớ, sách giáo khoa trang số 35. Vậy thì ở đây các con thấy, qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài hội họa, chuyện bức tranh của em gái tôi cho thấy tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở mình. Chuyện đã miêu tả tinh tế tâm lý của nhân vật qua cách kể theo ngôi thứ nhất. Không những thế, chuyện còn đề cao tài năng, sức mạnh của nghệ thuật. Nghệ thuật có thể đánh thức tâm hồn con người, hướng con người đến giá trị chân thiện mỹ. Và qua câu chuyện ngắn này, chúng ta cũng rút ra được bài học cho chính bản thân mình về thái độ, về cách ứng xử của mình trước thành công hay tài năng của người khác. Mỗi chúng ta cần phải vượt qua được sự mặc cảm, tự ti để có được sự chân thành và niềm vui thật sự chân thành. Lòng nhân hậu và sự độ lượng sẽ giúp con người vượt lên chính bản thân mình. Đó là toàn bộ bài học ngày hôm nay. Để giúp các em nắm vững được kiến thức thì cô sẽ củng cố lại một số ý. Thứ nhất là A, các bạn cần nắm cho cô ai là nhân vật chính ở trong chuyện bức tranh của em gái tôi. A là Kiều Phương, B là người anh trai, C là Kiều Phương và người anh trai, D là Kiều Phương và chú Tiến Lê. Vậy thì như lúc đầu cô đã nói, chúng ta hoàn toàn xác định được nhân vật chính ở trong chuyện đó chính là Kiều Phương và người anh trai. Và thứ hai nữa là các bạn cần nắm cho cô tâm trạng của người anh trước, trong và sau khi tài năng của em gái được phát hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập. Các bạn làm cho cô một bài tập nhỏ là viết một đoạn văn ngắn 5
đến 7 câu thuật lại tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái. Và các bạn nhớ cho cô, về nhà thì các bạn cần phải học bài và nắm được nội dung nghệ thuật. Thứ hai nữa là soạn bài, luyện nói, quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét ở trong văn miêu tả. Và thứ ba nữa là làm phần luyện tập tiếp theo. Và các con nhớ làm bài tập và ghi vào bài và vở soạn theo sự hướng dẫn của cô. Và gửi sau khi đi học thì các bạn gửi bài lại cho giáo viên bộ môn để các thầy cô cộng điểm khi các con trở lại trường. Và xin chúc các con có một ở nhà vui và mạnh khỏe.